Xin kính chào tất cả cô dì chú bác cùng với anh chị và các em các cháu. Hôm nay Hoàng Mai có đi ăn cỗ thôi nôi của em bé, và em bé này quê ở Thái Bình, thì xin mời tất cả mọi người hãy cùng theo dõi xem lễ thôi nôi hay là lễ cúng mụ đấy các bạn ạ, xem có gì khác so với cái phong tục ở quê hương ở mình hay không các bạn nhé. Và mỗi nơi có một cái phong tục khác nhau và sắm lễ cũng rất là khác nhau các bạn ạ. Xin mời các bạn hãy cùng theo dõi video của Hoàng Mai nha. Các bạn hãy nhìn ở trên cái mâm cúng mụ thì cái đồ mà sắm lễ cho các bà mụ thì cũng rất là khác. Đó các bạn hãy nhìn nhé, rất là nhiều thứ, và nhất là có cái tiền kim ngân đấy là nó khác so với ở mình các bạn. Còn quần áo mụ thì vẫn giống, vẫn có những bộ quần áo mụ rồi thì là có bim bim bảo hoa quả, rất là nhiều những cái đồ khác các bạn ạ. Mình thấy cũng có một số khác các bạn. Và bây giờ xin mời các bạn hãy nghe cái bản cúng mụ mọi người nhé. Đấy, đây là bỏng các bạn ạ. Các loại ôi cháu ơi, thế cháu không lạnh nhỉ cháu? Vẫn mặc áo cộc à? Ôi dồi ôi, lạnh quá rồi. Em bé nhân vật chính của chúng tôi đây. Ôi ôi, trắng quá. Em bé trắng quá, đẹp trai quá. Em bé cúng mụ cho em bé hay ăn cháu lớn nha. Nó có quấy đêm không ăn đi? Thế à? Thế cúng mụ xong là cháu ngoan đấy. Cháu ăn ngủ kỹ đây. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kể từ tạo hóa hồng quân, bản cơ thứ xuất mới phân tam tài. Sinh ra có gái có trai, âm dương gia thú từ đời phục dạy tiền cho đến nam chi, vợ chồng tín chủ kết gì nhân duyên, sinh ra trai gái thảo hiền, đặt tên là mõ tiếp bày bán loan, lòng thành lập một đàn tràng, có chay có tạp trà nhang gọi là trên mời đức mẫu vương bà, lại mời mũ cả sinh ra nhi đồng, mũ cả thì ở chính cung, mũ khai khí huyết trong lòng thủ thai, mũ xỉu là mũ thứ hai, bào hào kết tụ tâm hoài nghìn đông, thứ ba mũ dần mũ khai khí huyết trong mình thủ thai, thứ tư mũ máu nặn ra hình hài chân tay, thứ năm mũ thìn bằng nay ớn mũ mũ nặn ra ngay hình đầu, thứ sáu mũ tị cũng là màu, còn thứ mũ ngõ trước sau vẹn là toàn, mũ khai khẩn thiệt đã yên, còn là mũ tám ngồi cũng hay là sinh ra gan phổi thức là phía phương, mụ chín mụ khéo làm trường, sinh ra ngũ tạng ngũ phương ở mình, mụ mười thu gọn tiểu nhi, nó ngày đủ tháng bên kỳ mà khai hoa, mụ còn như mụ tuất hai bà, nghe tôi triệu thỉnh đến nơi đàn tràng, mũ về mũ hưởng trà nhang, đồng lái âm thực cho yên mọi hà bề, mũ về bảo hộ tiểu nhi,
bao nhiêu bệnh tật tống đi theo mà mỗi năm cắt lượt một là bà đến 12 tuổi cụ về ngồi khóc mụ dạy ăn dạy nói dạy ha cười dạy đi dạy đứng giúp người trần gian việc chúa chúa chẳng quan không lại mời đến cả năm mong cái à giờ cái năm cái tháng cái ngày tiểu nhi lưỡng ngày lưỡng cả bao dung để cho con trẻ thu nhung mọi à bề tín chủ xin thỉnh ngài về lại lâm mến hương trà nhang long à thành tín chủ xin dốc một lòng sơ nguyện như ý sơ cầu tầm tâm ngày sướng thiên đu vạn vạn tuế đây là cái phong tục sau khi cúng mụ xong là cho trẻ em vào để cướp bỏng cướp quà mọi người ạ. Nhanh đi. Thì lấy đi con. Đấy. Đấy, bắt đầu trẻ em lấy đây. Không phải ngại. Túc lệ được thế mà nhỉ. Đấy. Đấy, lấy đi con. Đấy, lấy đi con, lấy đi. Lấy đi. Tôi bám được con. Tôi bám được chứ, thôi, các cháu lên là các cháu cướp qua mọi người ạ. Đây, ở đây lại có cái túc lệ như thế. Ngon chưa? Đang thì đang hò. Đấy, em bé được ăn bỏng ăn qua đây rồi. Em bé vào đây nào, em bé vào đây để cướp nào. Em bé cướp đặt nào. Em bé lấy cái gì nhỉ? Ơ, nhỉ cho em bé cái, nhỉ cho em bé cái. Lớn nó mới xem thích khách lắm đấy. Ăn đi con ăn đi. Lễ cúng mụ đã xong rồi các bạn ạ. Bây giờ là đến sinh hoạt ăn trưa thì xin mời tất cả các bạn hãy cùng vào mâm để ăn cơm với Hoàng Mai nha. Ăn tôm đi con ơi. Ăn đi nhanh nào nhập. Tức lấy cái ăn tôm. Tôm chiên ăn ngon. Mẹ ăn do, mẹ ăn do. Mẹ ăn do. Do mát quá. Hồng hồng. Đây là gà ta thả vườn rất ngon. Ăn cái thịt cũng ngon rồi nhỉ? Thịt gà ăn rất là ngon. Món nộm ăn rất là ngon. Đấy đâu ớ con cháy nó cách mà nó cách đi và cho lễ video của mình đến đây cũng xin tạm dừng mọi người nha. Chúc các bạn xem video vui vẻ và hãy đăng ký để ủng hộ mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.